Anh ơi, anh tư vấn cho em một cái laptop gaming thật là xịn để học tập đi. Dạ vâng, đây là chiếc laptop Gigabyte Gaming 16 mới nhất của nhà em chị ạ. Mới nhất luôn? Dạ vâng, mới nhất luôn. Để em xem giá đây. Thế có cái laptop nào mà cấu hình nó xịn y như thế này nhưng mà dưới 10 triệu không? Dạ, cấu hình xịn như này mà dưới 10 triệu thì nhà em không có chị ạ. Không có à? Thế có cái máy nào mà bộ nhớ khoảng tầm 1T không? Tại vì em cần lưu rất là nhiều tài liệu học tập ấy. Dạ mình học tập mà đến tận 1T hả chị? Em học mấy cái bộ môn mà Liên Minh Huyền Thoại, CSGO, PUBG các thứ đấy. Dạ. Thế máy này có chống nước không anh? Thế nếu mà rơi từ tầng 3 xuống thì có vỡ máy có hỏng không anh? Có bớt không? Có khuyến mãi gì không? Dạ cho chị. Chị cần em hỗ trợ gì ạ? Anh để em tự xem ạ. Chị ơi, để em tự xem ạ. Đây là con laptop Gigabyte. Để em tự xem ạ. Dạ đây là con laptop. Mình thấy mát chưa? Mình cần em hỗ trợ gì không ạ? Lấy cho chị cái nào mà đắt nhất. Ui. Xịn nhất. Quá xịn. Mới nhất luôn. Có luôn chị ơi. Dạ. Đây ạ. Chiếc laptop Gigabyte Gaming G6 nhà em đi ạ. Có giá lận. Ui em xin. Giờ ta nói ở đây anh máy đây. Dạ đây là Gigabyte G6 ạ. Còn đây mới là G5 chị ạ. À đây ạ. Nó khác nhau cái gì đấy? Dạ G6 thì nó thiết kế dày hơn so với phiên bản G5 cũ và có tản nhiệt mát mẻ hơn ạ. Thế lấy cho em cái. Thôi rồi, cái này đi, cái này đi. Anh tư vấn cho em cái laptop gaming nào mà trông nó chắc chắn nhưng mà nó vẫn phải tản nhiệt tốt cơ. Đúng yêu cầu của chị luôn ạ. Đây, laptop Gigabyte Gaming G6 đấy ạ. Cái này có gì đặc biệt không? Dạ, màn hình của chiếc laptop này là Full HD cộng. Tần số quét là 165Hz cho mình cái độ phân giải cao, độ sắc nét cao khi mà mình chơi game hoặc xem phim. Độ phân giải cao à? Dạ. Được, em cũng hay chơi game, cũng thích xem phim. Em thích cái gì mà nó rõ ràng, không thích mập mờ. Vâng, chiếc này thì làm bằng chất liệu nhựa cao cấp. Nặng 2,3kg thì nhá. Cái này không quan trọng lắm, em quan tâm là chip nó có tốt không cơ. Dạ vâng, thì chiếc G6 này thì đang sử dụng chip Intel Core i7 thế hệ 13, có 10x16 luồng. Thì nó sẽ giúp chị là bật được rất là nhiều ứng dụng này, sử dụng được đồ họa tác vụ cao, hoặc là mình có thể chơi game nặng. Thế là đủ xịn chưa chị? Xịn đấy. Thế còn RAM rồi ổ cứng với cả các màn hình như nào thì anh tư vấn nốt đi. RAM của chiếc G6 này là DDR5 thế hệ mới chị nhá. Có hiệu năng vượt trội hơn thế hệ DDR4 cũ, xung nhịp cao, bớt 4800, khả năng nâng cấp lên tới 64GB. Ổ cứng thì là 512GB NVMe Gen 4. Ổ cứng Gen 4 thì giúp tăng tốc độ khởi chạy ứng dụng, game và tối ưu hóa hơn trên những công việc cần sự nhanh nhạy. Ngoài ra, vẫn còn khe mở rộng để chúng ta có thể dễ dàng nâng cấp thêm dung lượng. Các đồ họa thì chiếc G6 này đang sử dụng RTX 4060, 8GB RAM thế hệ RTX 4000 series, sử dụng tốt cho game nặng, render video, đồ họa khủng và sử dụng tới 75W điện, giúp chiếc card đồ họa phát huy được hết khả năng mạnh mẽ của mình. Thế wifi có bị delay không anh? Chứ dùng laptop mà delay chán lắm. Dạ, chiếc laptop này thì nó đang sử dụng là wifi 6E thì nó sẽ giảm được tối đa cái độ trễ và nó sẽ cho chị trải nghiệm
mượt mà nhất khi mà chị chơi game hoặc là chị sử dụng các cái tác vụ giải trí thường ngày nhá. Thế thì quá ok luôn, cổng kết nối lại còn nhiều, bàn phím trông cũng xịn. Thế mình có được test máy luôn không? Chứ chăm nghe không bằng một thấy mà chăm thấy thì không bằng một thử. Dạ vâng, như vậy em mời chị nhá, mình đi luôn. Chị ơi, ngoài ra thì chưa làm... Không cần phải nói nữa. Chị ưng con này lắm rồi ấy. Để em làm đơn đã. Nhanh nhá. Dạ, sau 7719 câu hỏi của chị thì máy của chị đây ạ. Vâng, gửi chị nha. Không, về chị còn phải nghiên cứu nữa cơ. Ừ,